Xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin cho đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em: thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào có dịp thì qua vườn của em xem cây các bác nhé. Các bác vui lòng điện trước cho khoảng một vài tiếng, nhiều khi là em không có ở vườn đấy, hoặc là có một công chuyện gì đấy. Đa phần thì em sẽ sử dụng Zalo các bác nhé. Các bác trao đổi qua Zalo nếu mà muốn có những cái hình ảnh video kỹ hơn này. Hôm nay thì em vẫn có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi. Bây giờ em sẽ giới thiệu nhé. Vài hôm nữa thì hàng sẽ về nhiều hơn. Mấy hôm nay rất là bận tại vì toàn đi ship hàng với các bác ạ. Ship hàng với một số bác cũng rất là vui các bác đến vườn và ủng hộ em. Em sẽ giới thiệu các bác các mặt hàng địa lan trước các bác nhé. Cái chậu hoàng điểm này thì em để giá là 1 triệu bao gồm cả chậu này. Nếu bác nào lấy cả chậu nhé các bác nhé, em có thể ship xe khách gửi cho các bác. Hoàng điểm của em lá thì nó rất là to, thân lá rất là to các bác nhé, một cặp này. Nếu mà nhổ chậu gửi cây thì là 900. Cái chậu này thì em bán 1,5 triệu nhé. Chậu hoàng điểm 4 thân 2 mầm này là 1,5 triệu này. Nhổ chậu gửi cây, lấy cả chậu là 1,6 triệu các bác nhé. Chậu hoàng điểm. Hoàng điểm thì hoa nó màu vàng, ánh vàng, vàng xanh và lưỡi có hình tim các bác nhé. Hàng truyền thống thì còn một số ít nữa thôi. Đây là cây đại mạc này. Đại mạc này em bán 50.000 một thân nhé. Có thể nhổ chậu gửi hoặc đóng cả chậu gửi. Đây. Đại mạc. Mạc biên cũng 50.000 một thân các bác nhé. 50.000 một thân. Như chậu 2 thân là 100.000 này. Đóng cả chậu gửi là chậu 3 thân là 150. Đây. Xích ngọc lai bạc lan thì là 150 một thân nhé. Như chậu này. Em tính là 2 thân thì là 300.000 đóng cả chậu gửi này các bác này. Bạch ngọc tiểu kiều. Bạch ngọc tiểu kiều thì là chậu này 7 thân một mầm này em bán 220 các bác nhé. 220.000 chậu bạch ngọc tiểu kiều này, đấy, đóng cả chậu gửi này. Những chậu địa lan xuân hè Sơn La này em để giá 180 này. 180 này, những cái loại chậu như này em sẽ để giá 180 các bác nhá. Địa lan xuân hè Sơn La đấy. Còn chậu này thì 150 đóng cả chậu gửi nữa. Đây. Chậu đào cơ thì em để 150.000 một thân này. Đi đơn từ 2 thân và đóng cả chậu gửi các bác nhá, đang lên mầm này. Những chậu này là 300 này, đóng cả chậu gửi này. Đào cơ. Hồng thần hà thì 300.000 một thân, những chậu này một thân này 300.000 đóng cả chậu gửi này. Hồng thần hà đây, những chậu này 3 thân. 3 thân thì là 900 đóng cả chậu gửi. Dương minh cẩm 250 một thân này. Chậu này 3 thân 750 này, bác nào lấy lẻ 2 thân thì em vẫn tách nhá. Đi đơn từ 2 thân là 500.000 tách chậu gửi. Tố tâm thì 100.000 một thân, như chậu này 2 thân một mầm này là 200.000 này. Đây. Đóng cả chậu gửi hoặc là nhổ chậu gửi cây các bác nhá, đều được. Bạch ngọc đại kiều. Đại kiều thì chỗ này 1,3 triệu này. 4 thân đầy đủ lá và 2 thân một lá một mầm này, 1,3 triệu đóng cả chậu gửi. Nếu mà gửi xe khách, còn đâu là gửi bình thường thì nhổ chuyển phát, em sẽ nhổ cây chuyển phát các bác nhé. Thanh ngọc thì 100.000 một thân này. Đi đơn từ 2 thân là 200.000 các bác nhé, lấy cả chậu là 1,5 triệu. Bao gồm cả chậu rồi. Tứ thời cổ này 50.000 một thân này, chậu này 6 thân là 300.000 nhé. Chậu này 5 thân là 250 này, đóng cả chậu gửi. Tứ thời cổ. Đông lan thì có 200.000 một chậu các bác nhé, đóng cả chậu gửi. Trần mộng thì em có 2 thân này, mỗi thân em đều để giá là 250. 250 một thân nhé, như này là một thân một mầm này, 250 này. Cái này một thân này 250 các bác nhé. Này, đủ chậu gửi cây. Trần mộng cổ. Phú quý hồng mai 300.000 một thân tách chậu gửi. Trúc đen chỗ này 850 này, đã bao gồm cả cái ship rồi, nhổ cái khúc gỗ này gửi các bác. Còn cả trúc đen, chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Bạch ngọc chân hương. Bạch ngọc chân hương là 400.000. Cái chậu này 4 thân, 2 mầm các bác nhé. Bạch ngọc chân hương. Bụi địa lan kiwiwen này, em để giá 500.000 này. Đủ chậu gửi cây. Bác nào ở gần thì em có thể ship đến cho. 30-40.000 tiền ship thôi này. 500.000 đủ chậu gửi cây các bác nhé. Chậu đai châu này là 220 này.
Mặc thu 100.000 một thợ một chậu như này các bác nhé, đổ chậu gửi cây dễ ra khỏe lắm. Cái hàng này em trồng gạch đá nó nặng nên em không ship cả chậu, nó khó đóng gói cho em mà cước nó rất là cao. Mua tiền chậu, mua một chậu lan 100.000 đến 60.000 tiền cước thì nó rất là vô lý. Tứ thời lá nhỏ là 150.000 một chậu, đổ chậu gửi cây. Tứ thời lá to 150.000 một chậu, đổ chậu gửi cây các bác nhé. Kiếm lá giá hoa xanh, dòng lá giá hoa thơm. Bây giờ chỉ còn một vài chậu có ngổng hoa đây, đây. Còn còn lại lác đác hoa rồi, nó ra đã tàn rồi, 150.000 một chậu. Đóng là chậu gửi. Chun lan thì 250.000 một chậu, đóng là chậu gửi các bác nhé. Những hàng giống xuân này Sơn La thì em đã bật mầm hết rồi đây. Em cứ bán 180 một phần. 180 một phần đã lên mầm này, các bác nào lấy thì em nhổ chậu em gửi. Thanh Vũ, chậu này em để 480 hai thân một mầm các bác nhé. Thanh Vũ. Cái thân già là nó vàng rồi thì bỏ nó đi, không tính. Tiểu điệp rừng ghép giớn 250.000 một bảng giớn, đóng cả bảng giớn gửi nhé. Hạt đỉnh đỏ vàng là 180 một phần, cũng một chậu nhé, cũng 3 4 khóm các bác nhé. Nhổ chậu gửi cây. Hạ Lan Yên Tử hay là Tứ Thời Tây Yên Tử thế. Khóm như này là 200 à 160.000 này, nhổ chậu gửi cây nó từ 2 đến 3 khóm lẻ. Còn những khóm cụm to như này là 250 các bác nhé. Đây. Những khóm cụm to này là 250 đóng cả chậu gửi. À, nhổ chậu gửi cây. Ca lan hoa xanh 200.000 một chậu. Nhổ chậu gửi cây. Đây. Đây là ca lan hoa xanh. Xích ngọc thường 350.000 một chậu to như này, đóng cả chậu gửi này. Xích ngọc trắng cột viến này 200.000 một thân. Chậu này là 400 này. Hai thân hai mầm này. Bạch ngọc kim biên. Bạch ngọc kim biên chậu này 250 các bác nhé. Kim biên chậu này 250. La Lulum Hà Giang. La Lulum Hà Giang thì như cái chậu này là 100.000 đóng là chậu gửi một thân. Caran hoa trắng này, caran hoa trắng này hoa thơm nhé, nhưng mà lá nó hơi dài. 150.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây, chậu nó rơi khoảng 2 khóm. Cái dòng này thì nó rất là dễ sống, caran hoa trắng. Đây là hồ điệp Cúc Phương này, bác nào mua thì em để với giá là 600.000 cái khúc này và đã bao gồm phí ship. Hoàng thảo Nghệ Tâm 200.000 một bảng giớn như này, đóng cả bảng giớn gửi này. Còn đây là Vũ Nữ Hoàng Hậu Hoa Xanh 200 à, 380 một chậu như này, đóng cả chậu gửi. Kiếm lạ hoa thơm nhé, kiếm lạ hoa thơm năm ngoái rất là hot đấy. Đây là một khóm như này này, đây. Em trồng rồi nó ra dễ rồi mà. Một khóm như này là 150 nhé, em nhổ chậu gửi các bác nhé. Kiếm lạ hoa thơm này. Chu đinh vàng 100.000 khay này. Còn đây chỗ này ít thanh đạm này. Thanh đạm 3 gân này. Đấy, toàn bộ cái này 90.000 nhổ chậu gửi. Đấy. Sang cái phần Đan Hải các bác nhé. Đan Hải em có hải gấm 50.000 một phần. Một phần được khoảng 10 chậu như này, hổ chậu gửi cây này. Hải gấm này. Hải Vân Lam 25.000 một cây, hổ chậu gửi. Còn những cây đang có mèo này 50.000 đóng vào chậu gửi. Hải Cốc Si 50.000 một phần, phần khoảng 3 chậu như này, hổ chậu gửi cây các bác nhé. Hải Jackie 40.000 một cây, hổ chậu gửi cây. Hải Henry 50.000 một phần, phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này, hai Henry này. Hai cảnh 60.000 một cây, nhổ chậu gửi cây các bác nhá, hai cảnh. Chu Xuân Cảnh. Kim Tuyến thì 50.000 một chậu như này, một chậu được một cây như này, đóng cả chậu gửi này, Kim Tuyến này. Các bác lưu ý là Kim Tuyến nó là cái hàng hàng rễ nó rất là bé nhá. Nó như kiểu lông mao ấy, nên là nó không phải là hàng rễ to đâu các bác nhá. Nó ra lông mao là nó ra rễ rồi. Cái thằng Kim Tuyến này. Trần Liên 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây. Mốc Hồng 50.000 một phần, khoảng 8 chậu như kia, nhổ chậu gửi này. Liveum này, hàng rừng của Thái Lan là 120.000 một chậu như này, đóng chậu gửi. Táo 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây. Hồng 40.000 một cây, nhổ chậu gửi. Helen 50.000 một phần, khoảng 4 chậu như này, nhổ chậu gửi cây. Hải Hương, chậu này là 380 này, đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi các bác nhé, Hải Hương 380.
Hải Kim Tây Nguyên 50.000 một phần được một khóm này, đấy, nhiều chậu gửi cây. Hải Vệ Lữ 50.000 một phần được khoảng 8 chậu như này, nhiều chậu gửi cây này. Những chậu lan Hải Helen ghép đá thấm thủy này thì em để với giá 500.000 này. Chỉ ship quanh khu miền Bắc em có thể gửi xe khách cho các bác được. Vừa tưới nước xong các bác ạ, vừa tưới xong rồi. Tóc tiên này, hoa tóc tiên này thì 200.000 một chậu, hàng tuần rồi đóng ở chậu gửi này. Hoàng yến tím này, đấy hoa nó sẽ tím phớt trắng hơn. Nếu mà hoa trắng hẳn thì là một cái bông đột biến rồi. Hoàng yến tím là 180 một chậu nha, đóng ở chậu gửi. Đây là cây sơn thủy tiên 250.000 một chậu, đóng ở chậu gửi hàng tuần rồi. Vanda lưỡi rắn này, đây vanda lưỡi rắn này các bác này, lưỡi nó thẻ lè như kiểu lưỡi rắn như này, là vanda lưỡi rắn này. Đây chỗ này có 3 cây này thì là 60.000 này, đây em gửi các bác này, 60.000 cái vanda lưỡi rắn này. Sáng hương rẻ quạt nhé, 380 một chậu các bác nhé, 380 một chậu rớn như này. Còn những chậu thuần như thế này là 250 này, tất cả đều là hàng thuần hết, 250 cái chậu mà em đã trồng ở trên cái chậu nhựa này. Làn nhựa này, Kim Nhật Xuân 90.000 chậu như này, đóng cả chậu gửi. Thanh Đạm Sữa 150.000 đóng cả bảng dớn gửi này. Long Thu Xuân 150.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi các bác nhé. Tam Bảo Sắc hàng trắng tím Điện Biên này, 150.000 một chậu này, từ 3 đến 4 thân đang có ngùng hoa rồi. Hạc Vĩ 180 nhé, Hạc Vĩ thì nó đang ra khá nhiều hoa, chỗ này nó hơi bị cớm nắng, làm ra là thân nó không lù và nó không rụng hết lá các bác ạ. Đấy, hôm nay em có từng đấy phần lan này, các bác có gì mua hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ.